Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Ok, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Top 1 Arthur. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em vị tướng Arthur ở bên trên máy chủ Vương Giả Vinh Diệu ở bên Trung Quốc nha. Đây là phiên bản gốc của vị tướng Arthur trong Liên Quân Mobile đó. Như anh em đang thấy thì bình thường như ở bên Liên Quân thì Arthur chiêu thứ hai là sẽ xoay như thanh gươm nhá, nhưng ở bên đây thì nó lại xoay cái khiên. Xoay khiên thì nó không được hồi máu như ở bên Liên Quân Mobile đâu. Ok, sẽ đối đầu một vị tướng gọi là sát thủ à, còn nặng dành cho Arthur rồi, thơm quá anh em ơi. Mình sẽ vào ăn cái con này. Con này thì nó kiểu như là vẫn chim ở bên Liên Quân mình vậy. Ok, hiện tại thì mình đang ở danh vàng bên máy chủ Mường Giả Vinh Diệu nha. Ui. Bà đánh lùa mình này. Quay lại trả sát thương này. Được cái là mình rất là trâu bò nên là khá là khó giết. Giết Arthur là sao dễ thế bạn ơi. Từ từ mình sẽ về ăn cục máu hẳn. Ok, đón xong tên lính này thì có lẽ mình sẽ nên trợ mít nhé. Ở bên này danh vàng này mấy ông chơi cẩn thận quá. Ui chém đau chưa. Ui. Đây là không nên khinh thường người khác anh em ạ. Ông này có hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ thì băng trụ rồi. Được rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại tốt vậy. Mất chủ đi chơi vậy. Chiêu thứ nhất của vị tướng này thì nó sẽ cầm cái khiên nó đẩy lên phía trước, kiểu như tăng tốc chạy giống như Arthur thôi. Và nếu mà đánh trúng thì sẽ làm giảm giáp đối phương cũng làm chậm nhanh nha. Bà này chơi cứng tay phết chứ nhỉ. Đầu trận thì ngáo ngáo mà. Nhìn tự nhiên hay hay hơn. Thì là chúng ta đang thơm máu hơn nhưng mà ui kia này bị tướng Rio Ma nha anh em ơi. Quay ghê chưa anh em ơi, nhưng mà ông cũng phải bỏ mạng này thôi. Đây vị tướng này giống như kiểu Rio Ma trong Liên Quân Mobile vậy đó, cảm khá là đau luôn. Tuy là mình đang xanh nhất bản đồ nhưng mà ăn phát trọng cũng gần trên. Ở cái phiên bản này thì trang bị các thứ nó toàn là học tiếng Trung Quốc cho nên cũng khá là khó hiểu đối với bạn nào mới chơi nhá. Mình nên giày kim cường của áo choàng thần trước. Do kinh nghiệm chơi Arthur bên là máy chủ Liên Quân khá là nhiều rồi. Này chỉ cần nhìn qua phát là nhớ ngay thôi. Ok, còn lại chúng ta phải đi ngay. Chúc chờ một cơ hội chứ ở mấy cái đường đấy không ăn thua đâu. Hai bạn min này thì là bị tướng zone cho anh em mà chưa biết ấy. Sấy rất là đau luôn. Ở mấy cái danh vàng này mà cầm zone mà sấy thì khỏi nói luôn. Làm sao mà đẩy trụ được của mình bạn ơi, tu nền kìa. Khó nhờ bạn này chơi cứng quá nhờ. Kiểu ôm trụ đại pháp như này thì ai mà ăn được bạn. Ôi ông ơi, được có băng trụ không giết được nó đâu. Chạy ra này anh em. Chơi nó tu nền. Bộc phá sớm quá không giết được rồi. Tiếp này với mật tu nền chết với thằng này này. Mẹ
may của mình đỡ cho, không chắc đi được. Ok, ok. Ai đánh ba phát này thì thằng Bioma này đéo là gì nữa đâu. Mà nó chơi kiểu lúc lúc này khóa qua chơi rồi. Nghe nó vẻ khá là cứng tay. Ông Navi xuất hiện đúng lúc thật đấy. Cho anh em nói chưa biết thì vị tướng ông ấy là vị tướng Navi trong Nico Mobile nha. Nhưng mà đang ở máy chủ thử nghiệm thôi. Máy chủ chính thức thì chưa có đâu. Ok, 3-1 rồi, bây giờ khá là xanh rồi, chúng ta sẽ đẩy chủ mít. Đấy còn chiều cuối của họ Arthur ấy. Arthur bên máy chủ này thì nó giống như kiểu là con Thên ở những con mobile ấy. Thên thì nó cầm kiếm đẹp kiên như này mà. Và Arthur thì ở bên vương giả vinh diệu thì nó đúng như con Thên luôn. Skin có sai, ui nước đi này, mình đi sai rồi, đi sai rồi cho mình đi lại. À, ui đau thế, con đéo gì kia, con đéo gì đấy, con đéo gì nó đuổi theo này, mẹ ông có biết nó là cái con gì không? Thẻ tôi đéo biết nó là cái con gì nữa, nó đuổi. Có lẽ chúng ta sẽ biến thẻ vậy. Nghiệm chơi Arthur dày dặn rồi nên là sang bên máy chủ này cài ép khá là nhiều mạng. Và anh em nào đang xem video thì đừng quên like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Ok, chúng ta sẽ ra mid. Bạn đi sai nước đi rồi bạn ạ. Bạn thoát được thì mình xóa game luôn đấy. Ui đông quá. Ui. Cần 3 trong truyền thuyết là có thật. Tuy là mình khá là xanh nhưng mà cũng rất là sợ mấy ông này luôn. Vì anh em có xanh đến mấy thì gặp cả một team đông người như này cũng không ăn thua đâu. Chơi luôn này. Cần tất một mình anh chấp hết. Bọc phá chết không? Ok, dồn bên ngoài thấy đau quá, chạy thôi. Nói về chạy thì chắc là chả bao giờ đuổi được mình rồi. Mình sẽ đợi dồn lên hỗ trợ và em. Ok, chúng ta sẽ móc con này vậy. Mình chưa có lính. Hơi ngủ ngáo tí nhưng mà mình sẽ lên trên này mình chặn nha. Hết chạy luôn, nó sâu quá. Chỉ đợi đánh lên là chắc chắn là nó chết luôn. Này ganh bố à. Anh chúng ta đau quá. Ok, không có tốn công tốn sức gì hết mà vẫn giết được. Phát này có nghĩa là mình sẽ đi rồi. Chỉ có mong anh em đến giúp thôi. Ủa là đâu? Vì ở bên này có khá là nhiều vị tướng mà mình chưa gặp bao giờ nên là không biết là nó là vị tướng gì nữa. Uầy ôi, con này nó thả cái đéo gì ra đấy. Minadi sát thương phép. Nó có cái chiêu thả mấy con bọ gì ra khá là nguy hiểm. Ok, ta sẽ quét sạch bản đồ vậy. Quay trở lại dọn lính đường tốt và nên gánh một vài bắt đứa và end game luôn. Sức mạnh của The Mafia đó. Ok, em sẽ lên cái phép đấy. Con bò lạc đấy. 1v1 thì không gán ai nha. 1v1 thì mình không gán ai luôn. Tốc biến à. Để quay lại chơi.
còn đằng kia nữa nó chưa tức đằng kia anh em ơi, chiêu tao này. Thì mình sẽ làm thính vậy, lao vào này, lao vào anh em ơi, lao vào và bét trụ thôi. Quay công nhận là bà đấy đánh không hay cho lắm nhưng mà kỹ năng cắn trộn khá là tốt đó. Chúng ta chỉ tâm phán trụ thôi và giết người nó dẫn đến thành công nhiều cho lắm thôi. Thì mà chọc chúng rồi khá là đau. Ôi đau đau đấy, nhất là mấy con bọ kia khá là đau luôn. Hình như là chiêu thứ nhất nó còn có cái kiểu câm lặng như kiểu là Garen trong liên minh điện thoại. Có thể như anh em là chơi biết thì Garen trong liên minh điện thoại mỗi lần nó dùng quy thì nó hay kêu là Demacia. Ăn được combo đó chúng ta sẽ win này. Hay lắm, hay lắm. WhatsApp bạn tôi, WhatsApp bạn tôi, Ryoma này, mày là bữa ấy, mày tới số thì con trai à, tuổi lồn. Ok, có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu anh em nào thấy video mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Ok. Close to the sun. Close to the sun.